Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một con tướng mới. Thì có lẽ hôm nay mình sẽ đánh, có nhiều bạn kêu mình đánh thử con từ từ nên bóng lại đánh thử con Orochi này. Hiện tại là mình cũng chưa đánh thử con này bao giờ. Nhưng mà để coi tay cầm nó dần ra rồi. Thì hôm nay mình sẽ đánh thử con này và đánh thử 3 chế độ khác nhau, 1v1, 2v2 và 4v4. Thì trong những ngày tiếp theo mình sẽ luôn làm những tập đánh nhiều con tướng để xem mỗi con tướng nó sẽ có sự khác nhau như thế nào, và nó một cái sự nét riêng của mấy cái này như thế nào, đặc sắc hơn hay không. Ok, để xem mình có đánh thắng nổi thanh niên này hay không. Thế là hôm qua mình có để một số comment của các bạn nói về cái cách đánh những con này, và phải nên để ý cái thể lực của nó nữa. Mỗi con này sẽ có thể lực, cái thanh thể lực riêng của nó. Thì cũng đúng, nhưng mà cái hôm qua con kia cách đánh nó cũng khá là aggressive, cái cách đánh nó cũng rất là dũng mãnh, cho nên để coi mà. Ôi. Ôi. Ôi, 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 ôi. Ồ, thắng rồi, ngon rồi. Con này cũng khá là mạnh mẽ, nhìn cũng ngầu phết. Một round. Ủa, sao tay cầm nó trơn dữ ta. Đánh mấy này căng quá. Ơi, có rớt xuống đây nữa hả? Đó, quá đẹp, quá đẹp. Cũng gần hết máu, không sao, thể lực nó cũng bồi lại rồi. Mình sẽ chơi chế độ 4v4 để xem nó có cái gì khác không. Có lộn 2v2 chứ nhầm. Đây, đánh con chàng khác. I'm gonna stream. Hybrid now V63. Bấm này để coi cái đồng đội, coi cái rank của đồ vật của đồng đội bạn như thế nào. Mình thích cái vụ mà vô game như thế này nha. Nhìn nó ngầu phết đấy chứ. Ui. Chết rồi, chết rồi. Bồ đâu rồi? Hai đánh một không chột cũng què. Nice. Wow. Ngầu phết đấy chứ. Hello. Này không biết có mấy cái mà kiểu như giơ tay chào hay là mấy cái kiểu như mà emote á. Kiểu kiểu như là cảm động hay gì á, nói chung là để thể hiện cảm xúc á. Ơi, mình chém chậm quá. Ôi. Rồi, thanh niên này cần tim rồi. Gánh tim rồi, gánh tim. Nó không mất máu luôn. Hay, hay, thằng này có vẻ đánh có chuyên nghiệp á. Hay, này đánh hay á, nhìn có vẻ hay. Cái con này con để là mình có lát mình coi xem cái con này con gì để quay những tập sau cho các bạn coi.
Một kỳ cầm tới 2 cái kiếm. Hình như là Peacekeeper hay sao? Người giữ hòa bình. Nhưng mà mình chết rồi. Ồ, nó revive mình được luôn. Nhanh vậy. Ồ, thằng này nó có vẻ nó revive nhanh thiệt luôn á. Không nhận thấy, này thấy. Nice. Tìm hay lắm. Ồ, cái mặt mình mất luôn rồi. Giống người chết hả? Round 3. YOLO mấy đứa ơi, YOLO. Hồi máu ở lồn hồi thể lực ơi. Hồi lẻ đi, hồi lẻ đi. Yeah, thắng luôn. Ngon, mình mém chết. Mỗi lần đuối là như thế này. 0-3 quá đẹp. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang đánh 4v4. Để coi nó có cho mình cái gì để mình coi nâng cấp. Ồ, lên tăng cấp lên level 3 luôn rồi, nó cho mình cái biểu tượng. Recruit Spirit to unlock gear and customize. Bạn phải bạn phải tuyển quân thằng này thì bạn mới được phép mặc đồ đó. Vừa mới vô chế độ 4v4 và vừa mới tìm mấy cái phòng. Game cái chế độ này hôm qua giờ nó đang bị lỗi tìm phòng hay sao á, là nó tìm phòng hơi lâu, TO được tới game nhưng mà đứng luôn. Nhưng mà hôm nay có lẽ nó fix cái lỗi này rồi và chúng ta có thể chơi thoải mái. Ồ, team mình Orochi hết 2-3 thằng rồi. Các bạn team mình này khoái rồi, khá ghiền Orochi ha. Revenge mode Real. Nếu đánh 1-1 sẽ được nhiều tiền hơn. Cái này phải học combo cái kiểu nữa ha. Cũng khá là dài dòng. Người ơi, trước giờ mình là chuyên về mấy game bắn súng hơn. Mấy game này cũng khá là khó chơi. Mình cũng đang rất là tập làm quen với những tựa game này. Ủa, cái gì? Ủa, đang đánh luôn á hả? Ủa, đang đánh luôn á hả? Mình vô ngay giữa trận. À, chắc mình vô giữa trận. Lên nào anh em. Thằng này bên đội mình nó mất luôn mấy thằng đồng đội luôn rồi. Bỏ đi bạn, bỏ đi bạn. Đi chiếm điểm đi. You capture zone C. Ây. Ê, hình như mình nãy mình giết đường kia đúng không? Execution man. Oh, đẹp vãi. Nãy mình giết luôn thằng kia rồi. Team double kill man. Đó. Shut down. Shut down luôn. Này được điểm shut down. Đông quá. Ồ, đâm người con sâu like a boss. Thôi thằng tướng đằng kia kìa, để mình chạy lại quốc nó coi. Bố đó bố. Bồ quốc chúng mình luôn cái tụi. Là bồ đuối rồi, bồ đuối rồi. Bồi bồi rút về, rút về đi, rút về đi. Hồi sinh nữa.
Nó quất thằng bồ mình xong giờ nó hồi máu luôn nè. Chém đứt đầu nha con. Ủa sao rồi? Recovery network connection, what the fuck? Các bạn không cảm mạng mình hơi lâu, hơi khoai khoai. Revive cái nhẹ. Ô, mình là kill assist rồi, mình được kill assist rồi. Ngon, tìm hay quá. Đuối rồi. Hồi, thấy được rồi. Kiếm điểm đi, kiếm điểm đi. Team mình trên cơ nó mà sao đánh yếu vậy? Đồng đội ở đâu đồng đội? Má đồng đội quất chúng mình vậy ta? Ờ, chết luôn rồi. Base penalty bị mất vị trí là cũng bị trừ điểm luôn. Trừ điểm ké luôn. Căng ha. Hồi sinh nó nhẹ thôi. Chúng ta có smoke bomb. Đúng là người giật hồi đó không dùng mà bóng choáng mà có smoke bomb ha. Sao này chị chỗ là sao? Mày hèn vô thôi chứ. À hiểu rồi. Smoke bomb là khi nào để bạn bỏ chạy á. Vậy nếu mà mình chém chúng đồng đội mình đâu bị mất má. Ở đó. Ôi. Ủa sao hai thằng đó xuất hiện vậy? Ba thằng luôn. Ôi, rồi chết rồi. Tim gãy rồi, không được hồi sinh luôn. You capture zone A. Nó gần được 1000 điểm rồi. Chết rồi, tim ơi, lên tim ơi. Ê, vãi cá té, nó té nè. Nice. Chiếm đi. Rồi, nó có skill nữa. Nó lên tới skill luôn rồi. Ồ, nãy mình giết kia luôn chứ. Điểm B đi, chiếm B đi, rút lại thôi. Một bé, double kill. Rồi, chết luôn. Thằng kia chết rồi. Chiếm bên B đây, trap, watch trap kill, watch trap double kill gì nè. Đang có điểm lại nè, đúng rồi team. Trang lên. B đã bị chiếm, yeah. Cho mình coi điểm C chiếm cho ta. Điểm C chiếm rồi. Mình đang có B với C. Rút đi. Đi chiếm điểm rồi đó. Mình đi chiếm điểm A coi. Bỏ đây. Má bị cái mình máu yếu quá. Chơm lại rồi. No respawn.
Bị thua ngược lại luôn, đánh tưởng đánh comeback rồi chứ. Mất điểm B rồi mấy đứa ơi. Mất điểm C luôn. Căng, thua rồi. Lần này thua rồi, căng rồi mấy đứa ơi. GG. Nói chung là team cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mở mình giết 7 mạng luôn. Chết 3 mạng. Mà vô giữa trận nói chung là vậy cũng hay lắm rồi. Lên level 4 luôn. Symbol Emblem. Game cũng hay chứ. Ok, cái lại là mình sẽ tạm thời chơi con khác đi. Rồi mình sẽ quay lại với con này sau. Con này có vẻ như đánh mình đánh không hợp với mình lắm. I would watch you stare.